là vùng đất đầu nguồn của sông Tiền. Từ xưa đến nay, sản vật trên mảnh đất Tam Nông Đồng Tháp vào mùa nước nổi luôn vô cùng phong phú, đặc biệt là các loại cá, người dân đã tận dụng để làm khô ăn dần. Khi đặt chân đến vùng đất Sen Hồng, điều gây ấn tượng nhất với khách thập phương là con đường khô cá kéo dài tới gần chục cây số. Đây được xem là làng nghề làm khô lâu đời nhất ở miền Tây Nam Bộ, với nhiều loại khô khác nhau như khô cá lóc, cá sặc, cá chạch, đặc sản được coi là độc đáo của vùng châu thổ Trù Phú, với hương vị mặn mòi, đậm đà của nắng gió, đồng đất và bàn tay con người kết tinh tạo nên. Quý vị khán giả thân mến, bên cạnh những làng nghề truyền thống như là Chiếu Định Yên, Thất Định An, Nem Lai Vung hay là Choàng Long Khánh, thì tại Đồng Tháp còn có những làng nghề tiểu thủ công nghiệp gắn liền với những sản vật đặc trưng của vùng đất này. Có thể kể đến như là làng khô cá ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp, nơi mà Quang Huy và Hồng Đào đang có mặt tại đây đây. Và những làng nghề này tuy nhỏ thôi nhưng mà cũng đã góp phần làm cho bộ mặt của vùng đất Sen Hồng này trở nên khởi sắc hơn. Và anh Quang Huy biết không, em đang rất tò mò, không biết là sản phẩm cá khô nhìn bắt mắt như vậy thì người dân phải vất vả như thế nào anh ha? À vậy hả, vậy thì bây giờ em yên tâm đi, tại vì ngày hôm nay á, hai anh em tụi mình sẽ có cơ hội được cùng với tất cả quý vị khán giả của Việt Nam mến yêu sẽ cùng tìm hiểu về nghề khô cá tại xã Phú Thọ của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đồng ý không? Em đồng ý. Thì bây giờ mình đi thôi. Dạ em chào anh. Em là Quang Huy và Hồng Đào đến từ chương trình Việt Nam Mến Yêu. Anh cho tụi em hỏi là khô này là mình làm ở đây là ngoài khô cá lóc ra thì cơ sở của mình còn có khô nào khác nữa anh? Có làm cá sặc bỏi á, sặc rằn á. Cá sặc rằn, rồi còn gì nữa vậy anh? Cũng có nhiều mặt hàng khác nữa nhưng mà mình chủ yếu là con cá lóc với cá sặc rằn là nhiều. Anh ơi, có thể cho em hỏi là quy trình một ngày của mình làm á sẽ như thế nào không anh? Ngày đầu tiên thì mình bắt cá đem về, sau mình mặn thành phẩm. Dạ. Tất nhiên nó qua nhiều công đoạn, nhưng mình sơ chế đánh dẫy. Nếu mà làm khô sợi thì mình cắt, như mình xẻ cá ra xong lóc xương, đầu cắt theo sợi sợi vậy nè. Còn nếu mà mình để nguyên con thì mình xẻ theo cách truyền thống mình làm, là tất nhiên là khô còn để nguyên con á. Dạ. Ồ, nhưng mà trong mấy cái công đoạn mà anh vừa mới nói thì cái công đoạn nào là công đoạn mà quan trọng nhất? Công đoạn quan trọng nhất là chắc có lẽ là khâu ốp cá, tại vì nó là cái thành phần chủ yếu để tạo nên sự ngon của con khô của mình. Quy trình đó có vất vả không anh? Cũng không vất vả gì. Gia vị thí dụ như muối, bột ngọt, đường, ớt chỉ có nhiêu thôi. Dạ. Để có sản phẩm khô dẻo dai, ngọt và đậm đà hương vị thì việc chọn nguyên liệu cũng vô cùng quan trọng. Dù là khô cá lóc hay cá sặc thì đầu tiên phải là cá tươi sống ở tự nhiên. Cá sau khi làm sạch sẽ được ướp với các gia vị truyền thống như muối, bột ngọt và ớt. Đặc biệt, với kỹ thuật tẩm ướp và phơi cá cực kỳ công phu đã giúp những miếng cá luôn giữ nguyên vẹn hương vị thơm ngon đặc trưng của loài cá nơi đây. Đào, hồi nãy giờ anh với em đứng đây nhìn thấy anh làm, em có muốn là tụi mình xin anh thử là trải nghiệm làm giống như anh với là mấy chị đây không? Em rất là muốn á, vậy mình có thể xin phép anh được không ạ? Được. Anh bây giờ mình làm gì anh? Bây giờ mình làm gì đầu tiên? Đầu tiên mình phải đeo bao tay đúng không? Đúng rồi. Lật như vậy đúng không anh? Đúng rồi. Em vuốt cho con khô nó thẳng cho cái miếng cá. Cái này là phải. Ủa thẳng. Vậy hả? Vậy phải là em để cong cong dèo dèo là không được. Không được. Tại vì khi mà để cong con khô nữa nó khô cái nó cong như vậy đó. Dạ, còn khoảng cách thì sao anh? Khoảng cách thì mình đổ khoảng vừa vậy được rồi. Dạ. Ủa anh sao? Em thấy có mấy cái chỗ khoảng cách anh làm bên kia có chỗ nó gần xịt, có chỗ nó xa xa nhau là anh làm không tùy theo chính tùy theo cái miếng cái sợi khô mình á. Mình đổ chừng khoảng mình thôi. Trời, chuyện này đơn giản em tưởng gì khó. Đây, mọi người nhìn đi. Một miếng cá lóc rồi đúng không? Em nhìn đi nè, bỏ xuống thôi gì đâu. Nè đó. Không được. Ủa phải thôi vậy nó thiếu gì? Ủa? Em thấy thúc vô. Nó khoảng cách gì vô. À vậy hả? Đúng rồi. Nhưng mà mình có phải lật cái lật lại không? Không, càng lật khi mà mình phơi lên con khô yêu cầu nó thẳng cái sợi khô mình gì là được. Rồi khi nào mà cỡ khoảng chưa đó
cái khô mình nó gáo mặt, bắt đầu mình mới chở, mình mới lặt lại. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi là ví dụ như khô này nè, là tụi em ví dụ như là mới vừa làm á, thì mình sẽ phơi cỡ như là mấy nắng thì nó mới được ra cái một cái miếng khô thành phẩm? Khô đạt thì phải từ 2 nắng. 2 nắng nghĩa là 2 ngày? 2 ngày. Tùy theo nắng ít, nắng nhiều nữa. Dạ. Ví dụ như bữa nào mà nắng gắt thì chừng nắng ngoài là khô mình nó khô rồi. Ừ, dạ, em hiểu rồi. Cho em hỏi luôn là thông thường á, thì một ngày nè, thì ở cơ sở của mình á, là mình sẽ làm được cỡ bao nhiêu cái việc cái sản lượng á, để cung ứng ra thị trường? Ngày bình thường thì chắc độ chừng cỡ 150-200 kg khô thành phẩm. Còn nếu như một tháng thì sao anh? Sản lượng của mình sẽ được bao nhiêu? Chắc cũng từ tấn ngoài 2 tấn á. Nhiều quá anh ha. Ừ, nhiều thiệt. Những ngày lễ Tết so với ngày bình thường á, thì sản lượng ký của mình sẽ như thế nào anh? Nó sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Tại vì ngày lễ Tết là cái tiêu thụ của khô mình nó nhiều lắm. Thị trường nó hút hàng. Nhưng mà cho em hỏi là cái thị trường tiêu thụ của khô này của mình á, thì mình sẽ bỏ ở đâu để cho người ta bán ra cho người dân? Tất nhiên là nhiều lắm. Ở Bình Dương tất nhiên có lái là lợi ta lái mình. Khô cá ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp của mình thì nó sẽ có gì đặc sắc hơn so với khô của những vùng khác ạ? Khô ở Đồng Tháp thì em nghĩ nó đặc biệt, chắc có lẽ là cái hương vị ớt với cái nguyên liệu cá của mình lấy ở địa phương. Cái cách ớt với cái con khô thành phẩm á, là em nghĩ sẽ khác. Nó không có giống nhau. Anh ơi, em thấy là nãy giờ tụi em cũng phơi cá rồi á, thì không biết là cái thành phẩm của cá sẽ như thế nào. Nếu mà thành phẩm chắc phải thử hoặc dùng cái khô của Đồng Tháp. Bởi tao nói con bé này nó khéo ghê. Thay vì nó hỏi là giờ cho em vô em ăn thử, bây giờ nó không nói, nó là phơi khô xong rồi, bây giờ là không biết thành phẩm sao. Ý em là em muốn kêu anh cho em ăn thử khô đúng không? Dạ. Nhưng mà ý cũng là ý của anh đó. Bây giờ tụi em đang rất là muốn được thưởng thức khô Đồng Tháp ăn với lại cơm nó sẽ ngon như thế nào. Được, anh sẽ chiên cho em dùng. Dạ, rồi bây giờ mình đi nha anh. Từ món ăn dân dã có mặt trong bữa cơm của mỗi gia đình, khô cá đã trở thành đặc sản Đồng Tháp 10 và trở thành món quà quê được nhiều người mua về làm quà. Wow, nhìn hấp dẫn quá anh ha. Đúng rồi, bây giờ là cái giây phút mà hả Quang Huy với Hồng Đào đang chờ đợi nhất. Cảm ơn anh Trung đã chuẩn bị một bữa tiệc rất thịnh soạn dành cho tụi em. Dạ, em cảm ơn. Đây cũng là những món dân dã thôi em ơi. Nhìn quá trời món luôn nè, hấp dẫn quá trời. Này là khô. Khô này là khô cá lóc đúng không anh? Khô cá lóc đúng không anh? Đúng rồi. Còn cái này là cá em đố sặc. Anh á. Con này là cá sặc rằn á hả anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi còn dưới đây là cái gì nữa anh? Cái đó là cá lóc, cũng cá lóc nhưng mà nó cái chế biến nó nhỏ hơn. Đó rồi mình làm khác hơn. Cái này mình chiên. Còn con khô cá sặc này mình nướng. Ê, tụi em ăn thử này trước rồi, nha. Rồi. Rồi. Để anh xé cho, mình bóc tay đi cho nó ngon. À là ăn cái này là phải ăn bóc tay. Đúng. Dạ. Trời ơi, được anh xé cho ăn nữa. Em cảm ơn anh. Đã chưa? Giây phút này là giây phút mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cả một chuyến hành trình ngày hôm nay đúng không em? Dạ. Em nói gì đi, anh ăn nha. Anh nói gì em nói. Ngon quá anh ha. Ngon ha. Ăn như một miếng cơm chắc sẽ ngon lắm. Cái độ mặn nó vừa anh ha. Ừ, đúng rồi. Mà nó không có bị quá cứng, ở trong thì nó lại mềm mềm. Cho nó ngồi giữa một cái nơi mà hả mênh mông như thế này, thoáng đãng như thế này mà được ăn một bữa cơm trưa vậy còn tuyệt vời gì nữa hơn đúng không em? Để anh gấp cho em ăn thử. Nè em ăn. Em ăn coi sao. Anh, món này món gì ngon quá vậy? Dạ, em thấy. Thì em ăn đi rồi. Vậy hả? Anh nói sao? Thật nó vậy? Nó ngọt ngọt. Ê, nó giống thịt gà của mình quá ha. Không phải. Thử đón cái nữa. Thì nè, em thấy nó giống như thịt gà của mình vậy đó. Mà cái này là em nghĩ con này hồi nãy giờ em đoán rồi, nghĩa là con này con chim bồ câu hay gì đúng không? Còn cái này là cái kiểu giống như là không, cái này thịt gà. Cái này là chuột đồng á cưng. Mà anh nướng quay lu á. Còn cái này là chuột mình xào đậu phộng. Em thấy rất là ngon. Thịt ngọt, xăng. Em được biết là món chuột đồng này là đặc sản của Đồng Tháp. Em cũng nghe mọi người nói nhiều lắm. Hôm nay gặp anh thì anh chia sẻ thêm chút xíu về món ăn này đối với đời sống người Đồng Tháp giùm em được không? Tất nhiên chuột này của ông bà xưa. Tất nhiên mặn ruộng này kia đó đó. Rồi tới mùa thu hoạch thì gặp nó thì nói chung cũng dân dã, món ăn dân dã mà. Thì ăn càng ngày thấy càng ngon thì tự người dân
chế biến. Tuy nhiên là ở ngoài đồng ruộng thì có gom, thì mình quay mình nướng vậy đó. Dạ. Rồi mời hai em ăn ha. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh cũng đã giúp cho tụi em hiểu hơn về nghề khô, cũng như là được trải nghiệm và ăn một bữa ăn thật là ngon ở đây. Dạ, và tụi em cũng rất là hy vọng rằng là làng nghề khô của mình sẽ tiếp tục vượt qua những cái khó khăn, và mong rằng là mỗi năm thì sản lượng sẽ đều nhiều hơn, thị trường tiêu thụ sẽ tốt hơn nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Quý vị khán giả thân mến, quả thật ngày hôm nay là một trải nghiệm rất tuyệt vời với bản thân của Quang Huy. Và nhìn những giàn cá được phơi dưới nắng như thế này thì thật sự cảm thấy rất là vui cho người dân ở đây. Bởi vì còn vất vả thì họ còn được gắn bó với nghề và còn được đem cái món ăn đặc sản này để quảng bá về văn hóa ẩm thực của vùng đất Đồng Tháp đến với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt Hồng Đào và anh Quang Huy được thưởng thức những món ăn ngon đến từ đồng ruộng. Nếu như mà quý vị có dịp ghé thăm đến đây, quý vị hãy mua cá khô để thưởng thức và mua làm quà tặng cho người thân và bạn bè nha. Chính xác là như vậy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quang Huy và Hồng Đào xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:50 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục hành trình khám phá trên mảnh đất sen hồng Đồng Tháp, hai MC Anh Tú và Thúy Vi sẽ đưa quý khán giả của Việt Nam mến yêu đi tìm hiểu về hủ tiếu Sa Đéc và nước tương, được xem là linh hồn tạo nên đặc sản trứ danh Đồng Tháp. Liệu nước tương ăn kèm được chế biến như thế nào và hủ tiếu nơi đây có gì đặc biệt? Mời quý vị đón xem số phát sóng tiếp theo của Việt Nam mến yêu vào lúc 19:50 thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé!